Ngoài ra, Liban cũng gửi tới một đạo binh nhỏ. Các nước Ả Rập khác như Iraq, Algeria, Iran tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ quân sự khi cần thiết. Theo ước tính, khi vào thời điểm năm 1967, Liên minh Tây Ba có tổng cộng 465.000 binh lính, hơn 2.880 xe tăng và 810 máy bay trong tư thế sẵn sàng vĩnh cổ Israel. Tổng thống Ai Cập Nasser nhận thấy tình hình chưa bao giờ tốt đẹp như vậy đối với các bọn trừ quỷ nhà nước Do Thái. Cairo tuyên bố thẳng thừng như sau: mục tiêu cơ bản của chúng tôi là hủy diệt Israel. Nhân dân Ả Rập muốn chiến tranh. Nasser tự tin yêu cầu Liên Hợp Quốc rút toàn bộ 3.400 binh sĩ của lực lượng khẩn cấp khỏi bán đảo Sinai. Đội quân này vốn làm nhiệm vụ ngăn cách hai chú bò hàng đầu Ai Cập và Israel sau chiến tranh 1956. Thưa quý vị, bầu không khí đang trở nên mỏng dẫy hơn bao giờ hết, nhất là khi vào ngày 23 tháng 5, Ai Cập đưa hải quân tới phong tỏa eo biển Iran, cửa vịnh Aqaba, ngăn cản tàu Do Thái tới Eilat, cửa ngõ ra Hồng Hải. Bị chặn ở phía đó, Israel như bị cắt mất một lá phổi. Theo báo biết, liền nhanh chóng huy động tất cả lực lượng dư luận quốc, đồng thời chính quyền Do Thái phát động chiến dịch ngoại giao. Ngày đêm mà Ai Cập phong tỏa eo biển Iran, khi đối tác Israel đã nhóm họp và ra tuyên bố kêu gọi quân sự giúp đỡ, bảo đảm con đường thông thương trên biển cho tàu bè Do Thái. Tuy nhiên, thì kế hoạch này đã không thành. Khi các biện pháp ngoại giao rõ ràng không giải quyết được gì, thì chính phủ Do Thái vào ngày 4 tháng 6 đã cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện kế hoạch tấn công phòng ngừa để xóa bỏ mối nguy lơ lửng trên đầu dân tộc. Theo Hòa Viện quyết định mời vị tướng lão luyện Moshe Dayan về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thời điểm mà không ai chiến tranh bắt đầu khởi động chỉ còn tính bằng phút. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhớ rằng Mỹ và Nga